Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc. Chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do sự hiểu biết Ngài, các vực sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi. Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, vì người ăn ở bình yên bên con. Nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành vô cớ với ai. Chớ phân bì với kẻ hung dữ, cũng đừng chọn lối nào của hắn. Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà, nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác, song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật, Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển, còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. Thơ thứ hai của Giăng. Trưởng lão, đặt cho bà được chọn kia, cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương.
tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Và sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia, chào thăm bà. Chương 10. Trong lúc Ezra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Shekania, con trai Jehiel, cháu của Elam, bèn nói cùng Ezra rằng: chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Israel. Vậy bây giờ ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và các con cái của họ đã sinh ra, y như lời chỉ giáo của Chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta, khá làm điều ấy theo luật pháp. Ông hãy đứng dậy, vì việc này can hệ đến ông, và chúng tôi sẽ giúp đỡ, khá can đảm mà làm. Ezra bèn đứng dậy, khiến những thầy tế lễ cả người Lê-vi và cả Israel thề rằng mình sẽ làm theo lời ấy. Chúng liền thề. Khi Ezra đã trỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Johanan, con trai Eliashib. Người vào đó không ăn bánh và cũng không uống nước, bởi người lấy làm buồn thảm vì có tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Người ta bèn ra truyền khắp xứ Juda và Jerusalem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về phải nhóm hiệp tại Jerusalem. Trong 3 ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến, thì các tài sản người ấy sẽ bị tịch phong, và 9 người bị truất ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Trong 3 ngày, các người của Juda và Benjamin đều nhóm lại tại Jerusalem nhằm ngày 20 tháng 9. Cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. Đoạn Ezra, thầy tế lễ đứng dậy và nói rằng: các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại bang và thêm nhiều lên tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi và làm điều đẹp ý Ngài. Hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang. Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: phải, điều ông đã nói, chúng tôi phải làm theo. Song dân sự đông và là nhằm mùa mưa, chúng tôi không có thể nào đứng ngoài. Lại điều này chẳng phải là việc có 1 hoặc 2 ngày, vì trong việc này chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm. Vậy xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng. Phàm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang phải đến theo kỳ nhất định với các trưởng lão và quan xét của bổn thành, đặng sắp đặt việc này cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chỉ Nathan, con trai của Asael và gia của Asael và Yasia, trai Đức Va, phản cãi lời định này, và Mesulam cùng Sáp-bê-tai, người Lê-vi đều giúp cho họ. Vậy,
những người đã bị bắt làm phu tù được trở về làm theo điều đã nhất định. Người ta chọn Ezra, thầy tế lễ và mấy trưởng tộc tùy theo tông tộc mình, hết thảy đều gọi đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc này. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang. Trong dòng thầy tế lễ cũng có thấy những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong con cháu Yeshua, chít của Yosadak, và trong các anh em người có Maaseya, Eliezer, Yarib và Gedalia. Chúng hứa đuổi vợ mình và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc tội mình. Trong con cháu Ime có Hanani và Sebadia. Trong con cháu Harim có Maaseya, Eli, Shemaya, Yehien và Usia. Trong con cháu Phasura có Elioenai, Maaseya, Ismael, Nathanael, Yosabat và Eleasa. Trong người Levi có Yosabat, Shimei, Kelaya cũng gọi là Kelita, Phetahia, Juda và Eliese. Trong các người ca hát có Eliashib. Trong những người giữ cửa có Shalum, Telem và Uri. Trong dân Israel, trong con cháu Pharos có Ramia, Isia, Mankiya, Miyamin, Eleasa, Mankiya và Benaya. Trong con cháu Elam có Mactania, Sachari, Yehien, Abdi, Jeremot và Eli. Trong con cháu Sactu có Elioenai, Eliashib, Mactania, Jeremot, Sabat và Asisa. Trong con cháu Bebai có Yohanan, Hanania, Sabbai và Aklai. Trong con cháu Bani có Mesulam, Maluk, Adaya, Yashuk, Shean và Ramot. Trong con cháu Phahat Moab có Akna, Kelan, Benaya, Maaseya, Mactania, Bishaleen, Binui và Manashe. Trong con cháu Harim có Eliese, Yishia, Mankiya, Shemaya, Shimeon, Benjamin, Maluk và Shemaria. Trong con cháu Hashum có Magnai, Magtata, Sabat, Eliphelet, Jeremai, Manashe và Shimei. Trong con cháu Bani có Maedai, Amram, Uen, Benaya, Bedia, Keluhu, Vania, Meremot, Eliashib, Mactania, Mactenai, Yaashai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Magnakbai, Shashai, Sharai, Asaren, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria và Joseph. Trong con cháu Nebo có Yein, Matithia, Sabat, Sebina, Yakdai, Yoen và Benaya. Hết thảy người ấy đã cưới vợ ngoại bang, và cũng có nhiều người trong bọn ấy có vợ đã sanh đẻ con. Sách Nehemi chương 1. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kitler, sải khi tôi đang ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: Ôi, Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến
và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa, và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại, tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng: nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Chương 2. Đang năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xét-xê, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước, tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng: nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Vua hỏi tôi rằng: ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời rồi tâu với vua rằng: nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đang khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng: ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi, và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng: nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông, vào trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Ammon hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại, ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm, tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. Vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu
nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sanballat người Horon, Tobia kẻ tôi tớ Ammon và Geshem người Ả Rập được hai việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.